ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành với chương trình đến với một ngôi trường cấp 3, đó là trường Trung học Phổ thông Năng khiếu Đại học Tân Tạo. Và hai vị đội trưởng của ngày hôm nay chính là Chí Thiện, đội trưởng đội tím, tiếp theo là Thiên Vương, đội trưởng đội đỏ. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng gặp họ nào. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Về Trường. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trường Trung học Phổ thông Năng khiếu Đại học Tân Tạo. Anh làm gì vậy? Tập thể dục. Tự nhiên không tập thể dục? Trời ơi, đây không khí thoáng đãng gì, tập cho nó có sức khỏe chứ. Cũng phải có lý là từ trước đến giờ đội trưởng chưa bao giờ mà tới được một ngôi trường nào mà có nhiều cây xanh đến như vậy. Và không khí rất là thoáng đãng. Đúng rồi. Xin giới thiệu, khách mời của đội tím là một ca sĩ vũ công đến từ Hà Nội, Cường Seven. Rồi, xin mời diễn viên Thiên Bảo của đội đỏ. Xin mời. Đó, bây giờ nè, sở trường của Cường là gì? Nói cho bên đó sợ chơi. Sở trường là... Nhảy rồi. Đúng rồi, nhảy chùm luôn á. Không có sở trường. Hả? Là sao? Cái gì vậy? Hồi nãy tôi nói là đội tím tôi thắng á, bây giờ tự nhiên nó không có sở trường là sao? Bên kia chắc cũng không có đâu. Hôm nay Thiên Bảo rất là vui khi tham dự chương trình Về Trường. Đến với cuộc thi lần này thì chắc chắn là Thiên Bảo cũng sẽ có sở trường và sở đoản. Sẽ đè bẹp đội tím cho mà xem. Thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, coi ai là người chiến thắng trước. Đúng nha. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của chương trình mang tên Ai thông minh hơn. Cô, các anh chị nghệ sĩ của các bạn học sinh đã đến với vòng 1 của chương trình Về Trường mang tên Ai thông minh hơn. Chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Luật chơi ở vòng này khá đơn giản. Trước mỗi câu hỏi, mỗi đội chơi hãy chọn cho mình một học sinh để giúp đội mình trả lời câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, đội chơi sẽ được cộng 10 điểm vào quỹ điểm của đội mình. Còn nếu như sai, đội chơi sẽ phải bị trừ 10 điểm. Vị vua nào là tác giả của hai câu thơ Bạch Đầu Quân Sĩ Tại, Vãn Vãn Thuyết Nguyên Phong? A. Trần Nhân Tông. B. Trần Thánh Tông. C. Trần Anh Tông. Và D. Trần Minh Tông. Đáp án của hai đội đều là đáp án A. Đáp án là câu A, Trần Nhân Tông. Xin chúc mừng. Rồi, cảm ơn em. Đội tuyển quốc gia nào là đương kim vô địch cúp bóng đá nữ thế giới? Hết. Câu A, đội tuyển Mỹ. Câu B, Đức. Câu C, Nhật Bản. Và câu D, Thụy Điển. Câu trả lời chúng ta cho câu hỏi này, câu C là đáp chính xác. Điệu Vans có nguồn gốc từ đâu? Câu A, Paris. Câu B, London. Câu C, Berlin. Và câu D, Viên. 1, 2, 3, vô. Nó quên lộn. Cả hai đội đều chọn câu D. Em xin hỏi anh Cường Seven đi, chuyên môn của anh. Thường thì anh nhảy thể loại nào ạ? Anh nhảy hiện tại. Anh nhảy hip hop. Anh biểu diễn một chút được mà. Đáp án
án câu trả lời này là câu D. Thành 10 câu hỏi đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang 5 câu hỏi cuối cùng của chương trình. Hai đội sẵn sàng cho rồi. Phong trào văn hóa phục hưng bắt đầu từ quốc gia nào? A. Pháp, B. Ý, C. Anh và D. Bây giờ này mới chuẩn bị hai đội trưởng ghi mà đó nha. Một, hai, ba. Ba đội đỏ đi tới trước, đội tím đi về. Trời ơi, đội đỏ chọn đáp án B. Ba thử xem đáp án là là tác giả của cuốn sách Nguồn gốc các loài. A. Charles Darwin, B. Louis Pasteur, C. Francis Crick và D. James Watson. Chuẩn bị. Một cây cao quá mình cùng đếm nha. Đội đỏ khỏi ăn gian đi về. Đáp án của câu hỏi này là đúng. A. Câu A, đội tiến được cộng thêm 10 điểm. Bối cảnh của truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh là thời Hùng Vương thứ mấy? A. Hùng Vương thứ 6, B. Hùng Vương thứ 8, C. Hùng Vương thứ 16 và D. Hùng Vương thứ 18. Đếm nào. Câu hỏi này là câu D. Chim kiwi là sinh vật đặc hữu của xứ sở nào? A. Mexico, B. Brazil, C. New Zealand và D. Scotland. Các bạn cùng đếm nào. Câu hỏi này là câu D. Hội giống hàng năm được tổ chức ở tỉnh thành phố nào của nước ta? Câu A, Hà Nội. Câu B, Nam Định. Câu C, Vĩnh Phúc. Và câu D, Phú Yên. Đề nghị hai thành viên cùng một đội phải bước chân vào cùng chấm đỏ cùng một lúc mới được tính. 3, 2, 1, chạy! Lên! Câu nào? Nguyên một đội mình chọn hai đáp án rồi sao? Đâu, hai người vô cùng một chỗ là được rồi. Miễn sao là một chỗ. Đi về, đề nghị đội đỏ đi về. Là đáp án của câu hỏi này là đáp án A. Yeah. Kết thúc 15 câu hỏi đầu tiên của vòng 1 thì số điểm chung cuộc như sau. Đội đỏ được 130 điểm. Đội tím chỉ ghi được 100 điểm thôi. Vậy phần thắng chắc chắn như thế. Chúc mừng đội đỏ. Bây giờ chúng ta cùng đến với vòng 2 mang tên Đi tìm học sinh tài năng. Chào mừng quý vị đến với vòng 2 của chương trình Về trường mang tên Đi tìm học sinh tài năng. Tiếng nè. Chạm 1.
Năm thành viên trong đội lần lượt ngậm chiếc đũa để xỏ những con ốc xe và xếp chồng lên nhau theo chiều thẳng đứng. Đội nào xếp được 2 chồng ốc, mỗi chồng cái gì? 10 con sẽ nhận được nhiệm vụ 2. Tan qua kia, qua kia. Ngậm. 2, 1, bắt đầu. Còn trong bên kia là cái đuối hả? Rồi, cái chồng nào riêng nè. Rồi. Rồi đợi thôi, rồi thôi. Chỉnh nó được không? Chỉnh nó chứ. Chỉnh mà gì nữa không? Ừ. Hết. Chỉnh, chỉnh, chỉnh. Chỉnh nhiều phụ anh. Em đẩy rồi nè. À, đẩy rồi. Phải không? Rồi, phải không? Khép cục rồi, con người rồi. Không chơi vậy. Mày bị mở cổ. Ờ, nhìn giống như tôi thiếu trí thông minh. Cứng rồi, vô em. Cứng ốc rồi. Bây giờ cái này hãy thấy cây nè hả? Thôi rồi. Thôi rồi, rồi để ăn cơm. Ở hẹn ơi, rửng rửng bạn. Ông Vương nè. Dâu. Hồi nào? Ông lo cái phần ông đi. Thử đang làm đó. Thử đang làm đó. Thử đang làm đó. Thấy vô rớt hết rồi kìa. Mình sức quá má rồi. Ngắt lên. Muốn xỉu luôn. Có kì. Cả hai đội đều quên mất dữ liệu ban tổ chức đưa ra, đó là xếp được 2 chồng 10 con ốc. Cứ để một đũa lên, em để một đũa đây. Tình hình vẫn không khả quan và luật chơi được thay đổi. Hai đội chỉ phải xếp ốc nằm ngang. Không, một con thôi. Từng con không? Từng con một thôi. Rồi, bây giờ cho nằm rồi. Ừ, hay. Hay. Có người, một người. Vậy để. Cái bàn. Đẩy vô mình. Rồi nó lội cái đầu này ra sao chơi. Ê. Sao rung dữ vậy? Trời ơi, em chơi vậy luôn hả? Bình tĩnh. Ừ, rồi nhả ra. Từ, bình tĩnh. Rồi được rồi đó. Chọn thôi. Thôi rồi tiếp xong chồng. Thôi làm đi con, ừ, ngọt, ngậm ngọt. Mình bất chấp ngọ. Sợ chưa? Cần có những đồng đội như thế đấy. Ôi em ơi, anh em làm rung quá. Rồi xong. Bây giờ hình phạt của đội tím dành cho đội đỏ là nam hết đất 10 cái, còn nữ thì thục dầu 10 cái.
Bây giờ hãy di chuyển ra sân trường tìm học sinh đang giữ những bức hình. Đội bạn có 3 phút để xem hình, sau đó chụp lại giống như hình mẫu. Nếu bạn học sinh đánh giá là giống, đội bạn sẽ nhận được thông tin. Kết quả chấm vào yếu tố đạo cụ, trang phục, bố cục dùm, bối cảnh. Vậy được chưa? Tìm bạn học đây, sân trường đây, đi ra đâu? Ở sân trường là đây mà. Đâu em? Rồi theo kia đi. Nghệ sĩ nha. Trình bác. Ở bên kia. Máy chụp hình đâu? Máy chụp hình mình lấy cái điện thoại của mình á. Đâu? Quay hình lại coi gì. Cái này ở bên kia đúng rồi. 1 2 3. Thiên vương đâu? Thiên vương đâu? Hai cây đó là ở đâu kìa, vậy? Kìa. Đây hai cây đây. Trả lại. Tại anh ơi. Rồi đúng không? Thì nhảy nha. Thôi đi, thôi, nhảy con hai chân lên hả? Chết rồi, coi chừng có ông vương á. Xòe bàn tay, lòng bàn tay anh nhá. Co hai chân này đúng rồi. 2 3. Co hai chân lên. Rồi. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi. Cái nữa là phải nhờ bạn học sinh rồi. Mấy bạn nam, anh nhờ tí chưa? Bao nhiêu bạn vậy? 9 10. Nhảy lần nữa đi. Thấy ngay đây mới búng lên nè. Ý đúng rồi, giống rồi. Ok, được chưa? Được rồi. Rồi xong. Tay bỏ tay bàn kia ra, tay làm ngay luôn. Đúng rồi, chân trái co vào chân phải thẳng á. Em đang ngồi xổm, em mua bạn gì phía sau. Ngồi xổm nhanh này. Đúng rồi. Cái của anh là xong rồi nè. Bên kia em. Thế anh chụp rồi. Ủa, rồi bên hả? Bên kia anh chụp luôn rồi. Sao anh thấy vậy? Đây. Rồi, xong. Rồi, ok, cảm ơn em. Ok em nha. Rồi cho anh mượn mấy bạn học sinh đó. Rồi, vô. Em nhổ lên, nhổ lên. Đó đúng rồi. Hấp người xuống nha. Chân vô cao lên chút nữa. Đó đúng rồi. Rồi. Rồi, bên kia. Rồi, mượn các bạn lại. Đây. Rồi, tiếp tục. Giữ em. Ai biệt danh là bà Thọ giải ba học sinh giỏi văn Anh văn cấp tỉnh nhỉ? Năng khiếu là hát. Năng khiếu cả hát. Chạy. Trung Quỳnh. Để em. Ai? Học sinh giỏi Anh văn. Yeah. Thắng rồi. Sở trường của em là hát, đánh đàn, organ, hùng biện tiếng Anh. Bà Thọ. Bà Thọ. Ủa, tại sao biệt danh của em là bà Thọ vậy? Dạ, tại vì trán của em nó giòn nên người ta các bạn đều lớp chọc. À, rồi. Vậy là cuối cùng đội tím đã tìm được học sinh tài năng của đội tím. Thì đội tím sẽ giành được 75 điểm, còn đội đỏ thua cuộc. 50 điểm. Chỉ có 50 điểm thôi, yeah. Tài năng của bạn Trúc Quỳnh là gì? Ca hát. Rồi, bây giờ em mời em hát một bài. Never knew that it would go so far when you left me on that boulevard. Come again, you would release my pain and we could be lovers again. Rất là nhiều, cảm ơn bạn Trúc Quỳnh và đã cho một cái bài rất là hay và dễ thương. Thì bây giờ đội tím đã là đội chiến thắng ở vòng 2. Yeah. Thua mà. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3 của chương trình mang tên Những điều muốn nói.
Như thường lệ, vòng 3 những điều muốn nói luôn là vòng được khán giả chờ đợi nhất. Không, tự nhiên cái hết lời ghét à. Không có lý do. Bởi tuổi học trò luôn chứa đựng những sự ngây thơ hồn nhiên nhất. Em mong là nếu mà em có xích mích với ai hay là em đã phiền lòng ai thì mong các bạn bỏ qua. Tại vì năm cuối rồi em cũng không có muốn là mấy bạn ghét em hay là sao. Nhưng không phải ai cũng dám nói, dám thổ lộ. Con chỉ biết là con sai nhiều lắm, con chỉ muốn xin lỗi ba, thế thôi. Đến với vòng 3, các em được chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng của mình. Em định thi quốc bê, thi vào ngành y. Bạn bè thật là một điều đáng quý trong cuộc sống học đường này. Nó đã đem lại cho tôi biết bao kỷ niệm, ký ức và còn điều gì đắng hơn việc mất đi một người bạn. Nó thật sự đáng ghét lắm. Xin lỗi cô bạn thân thiết. Thật sự thì chẳng hề muốn mất đi tình bạn này. Thật sự thì muốn thân nhau như trước. Muốn kể cho bạn nghe những gì mình biết. Muốn quay trở lại những ngày mới biết nhau. Buồn và xin lỗi. Xin lỗi người bạn tôi, nếu được, xin hãy làm bạn với tôi một lần nữa. Người bạn thân của em là ai? Nguyễn Huỳnh Thánh Nhân. Thực ra là bây giờ là năm cuối cấp rồi. Có những cái chuyện mà anh nghĩ là qua lớp 12 về sau bọn em vào đại học hay bọn em đi đâu nữa, bọn em có thể không gặp lại nhau. Hay những cái chuyện mà như thế mà sợ hiểu lầm ấy, thì anh nghĩ là đây là một cơ hội tốt để cho em với cả bạn Như có thể bày tỏ tất cả các bạn, để mọi người hiểu em hơn hoặc là hiểu bạn Như hơn. Dạ, mọi người đồng ý không? 3 năm không phải là ít, nên chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều kỷ niệm xảy ra. Và nếu mà có một ai đã gây ra những lỗi lầm giống như mình, thì xin hãy mạnh dạn giống như mình đứng ở đây hôm nay để xin lỗi người bạn thân của mình. Ví dụ em có chuyện gì xích mích bạn đi, em có bỏ qua cho bạn đi không? Có chấp nhận lời xin lỗi bạn đi không? Thì nếu mà bạn đã như vậy á, thì em hy vọng là không có lần sau nữa. Ghế mẹ của con, có một điều con muốn nói với mẹ là con xin lỗi mẹ rất nhiều. Năm lớp 9 là khoảng thời gian gay gắt giữa con với mẹ. Khi con biết con đậu vào trường, con đang học, con vui lắm mẹ ơi. Lúc vừa lên ký túc xá, con vui lắm. Thậm chí con còn muốn hạn chế về nhà, mặc dù nhà mình rất gần ký túc xá. Nhưng rồi con nhận ra là con đã sai rồi mẹ ơi. Xa nhà con mới cảm nhận được tình thương to lớn của mẹ dành cho con. Con mới biết gia đình mình quan trọng như thế nào. Anh mời Mai lên đây. Tại sao em lại không muốn về nhà? Mỗi ngày về nhà em đều nghe mẹ trách móc. Tại khoảng thời gian đó là em không làm theo những gì mẹ mong muốn, chỉ làm theo những gì mà em suy nghĩ. Sau một thời gian ở ký túc xá ở xa nhà thì em mới biết cái cảm giác là một cái bữa cơm gia đình nó quan trọng đến cỡ nào. Vì vậy em rất mong muốn là được thường xuyên về nhà với mẹ. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ là con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Đáng lẽ là con không nên cãi lời mẹ vậy. Con cảm ơn về công dưỡng dục sinh hành của mẹ rất là nhiều. Chào mừng các bạn đã đến với vòng 3 của chương trình mang tên Những Điều Muốn Nói. Trong tay của hai đội trưởng, đội đỏ và đội tím đã có hai bức thư. Và hai lá thư này là hai lá thư đặc biệt nhất mà đội tím và đội đỏ muốn gửi đến các bạn toàn trường. Thiện trước đi ha. Rồi, quyết định Thiện trước. Và ở bức thư này thì một tình cảm rất là dễ thương. Mình là ngắt một đoạn nhỏ đi ha. Ngay ngày đầu gặp thầy, không biết tại sao em lại thích thầy nữa. Khoan chưa xong, mở ngoặc, thích ở đây theo nghĩa trong sáng nhé, đóng ngoặc. Bạn Phạm Hoàng Nguyên. Em có thể nói cảm nghĩ của em về thầy, về lần đầu tiên gặp thầy như nào, tại sao em lại quý cả thích thầy giáo của mình. Ngay ngày đầu gặp thầy, không biết tại sao em lại thích thầy nữa. Nhưng thích ở đây có nghĩa là trong sáng nhá. Ai cũng bảo thầy không đẹp, thầy khó khăn. Sao mày thích thầy vậy? Tôi ngây ngô trả lời, tôi thích sự nghiêm túc đó, tôi thích sự công bằng đó, đơn giản vậy thôi. Và em muốn một ngày nào đó em được làm học trò cưng của thầy. Xí, cho anh hỏi, tiết lộ từ từ đi. Thầy dạy môn gì em? Dạ, môn thể dục ạ. Các bạn biết thầy nào không ạ? Xin mời thầy ạ.
Cho em xin phép hỏi là cảm nhận của thầy đầu tiên về một học sinh khi đã viết thư cho thầy, thầy thấy thế nào? Thì tôi rất là ngạc nhiên khi nghe cảm nhận của học trò. Ngạc nhiên nhưng mà tôi rất là xúc động. Nhưng mà bây giờ thầy có lời nào muốn chia sẻ với bạn ý để cho bạn ý có một động lực gì đấy để ví dụ bạn có thể học tốt hơn hoặc là bạn có thể có một cái gì đấy gọi là noi gương thầy để cho tất cả các bạn học sinh khác cũng như thế. Các em bây giờ là khối 12 thì điều đầu tiên tôi mong muốn các em là cố gắng thi đậu đại học. Sau này là một người có ích cho xã hội. Yeah. Bây giờ em Quyên có muốn nói gì cả thầy không nhỉ? Dạ, em chỉ muốn nói thầy là chúc thầy thành công trên con đường giảng dạy của thầy. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều và cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn thầy. Và bây giờ thì sẽ đến phần thổ lộ của đội đỏ. Xin mời đội đỏ. Xin mời đội đỏ. Thiên Vương muốn mời người nhận bức thư này đi. Anh xin mời bạn Bích Phương, lớp 12A4. Bích Phương. Bích Phương. Bích Phương. Bây giờ có muốn là anh đọc hay là em tự đọc? Anh có thể đọc một đoạn cho em nghe được không ạ? Trong suốt 3 năm cấp 3, chỉ có cậu là người mà luôn in sâu trong tâm trí của tớ. Dù là trong giấc mơ. Nhiều khi tớ muốn níu hình ảnh cậu trong tâm trí nhưng điều đó tớ không làm được. Thế Phượng, em có đoán được ai viết cho em lá thư này hay không? Có ai gợi ý cho bạn đó không? Các bạn trong lớp có đoán ra được là ai không nào? Có bạn trong lớp nào có ai gợi ý? Ai nào? Phải không? Phải bạn Trí không? Dạ đúng. Dạ đúng. Xin mời bạn Trí. Bây giờ có bạn Trí rồi. Thì bây giờ bạn Trí ngoài việc làm bạn trong lớp thì ở ngoài hai bạn có thường liên lạc với nhau hay không? Dạ đôi khi ạ. Đôi khi? Thế bây giờ Phượng sao Phượng? Dạ chỉ là cứ mỗi sáng khi mà em muốn thức dậy sớm học bài thì bạn Trí nhắn tin gọi điện thoại kêu em dậy. Vậy thôi ạ. Được rồi, bây giờ đây là một chút quan trọng nè. Thì giờ em có can đảm để mà em đứng tại đây để mà em thổ lộ với Phượng hay không? Mời, mời em. Xin mời Trí. Mình thích bạn. Mình muốn là người quan tâm bạn. Nếu như bạn muốn quan tâm thì vẫn có thể quan tâm. Wow. Yeah. Vừa rồi thì các bạn đã nghe hai lời thổ lộ rất là dễ thương. Và sau khi chương trình kết thúc thì các bạn hãy vào fanpage I Love Về Trường. Các bạn sẽ trả lời những câu hỏi và sẽ nhận được những phần quà rất là dễ thương. Kết thúc ngày hôm nay thì tổng số điểm của hai đội như sau. Đội đỏ là 180 điểm. Và đội tím là 175 điểm. Thua luôn. Yeah. 45 điểm à. Yeah. Và bây giờ xin mời cô Bùi Thị Thủy, giáo viên của nhà trường sẽ trao huy hiệu cho đội chiến thắng. Rồi. Rồi xin mời cô. Và với phần chiến thắng ngày hôm nay thì đội đỏ xin dành một phần học bổng trị giá 3 triệu dành cho nhà trường. Và để vào góp vào quỹ khuyến học của nhà trường. Xin mời. Kết thúc một ngày về trường rồi thì ngày hôm nay chúng ta đã có một ngày trải nghiệm thật là vui, thật là nhiều khoảnh khắc thú vị. Cảm ơn nhà hàng Đồng Đỏ đã đồng hành cùng chúng tôi. Và các bạn đừng quên khung giờ phát sóng chính của chương trình vào lúc 22 giờ. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau và tiếp tục cùng chúng tôi về trường.